Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao quan điểm rõ ràng của Mỹ đối với vụ tấn công khủng bố tại Tây Nguyên khi tiếp cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan. Ngày 20 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhân dịp tới thành phố New York dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc. Thủ tướng đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mẽ của Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ với việc thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là đóng góp của ông Sullivan trong việc thu xếp thành công chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Joe Biden ngày 10 và 11 tháng 9 và việc hai nước xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng đánh giá cao quan điểm rõ ràng của phía Mỹ đối với vụ tấn công khủng bố tại Tây Nguyên, đề nghị hai bên hợp tác giảm sự chống đối của các lực lượng phản động, thù địch đối với đất nước và nhân dân Việt Nam. Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội hồi tháng 7, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Napper khẳng định Mỹ phản đối vụ tấn công ở Đắk Lắk, Tây Nguyên và sẽ phối hợp với Việt Nam để tìm ra kẻ đứng sau vụ việc. Tôi xin khẳng định Mỹ không chấp nhận những gì đã xảy ra tại Đắk Lắk cũng như phản đối bạo lực dưới mọi hình thức. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình những người bị hại, đồng thời lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất với việc sử dụng bạo lực để đạt được mục đích, ông Knapper nói, đề cập vụ nhóm khủng bố tấn công và sát hại 9 người ở Đắk Lắk vào giữa tháng 6 năm 2023. Bộ công an xác định trong các bị can có một thành viên là người của tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập Việt Nam và thực hiện vụ tấn công. Trong cuộc gặp cố vấn Sullivan ngày 20 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính còn đề nghị hai nước tích cực phối hợp trao đổi hoàn thiện khuôn khổ hợp tác mới, tạo cơ sở để nhanh chóng triển khai những kết quả quan trọng trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden. Thủ tướng cũng mong muốn phía Mỹ ưu tiên thúc đẩy lộ trình công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam không dùng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản vì liên quan đến sinh kế của nông dân, trên cơ sở đảm bảo cân bằng, bình đẳng cùng có lợi. Ông Sullivan nhất trí hai bên cần hiện thực hóa nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và cho biết sẽ thúc đẩy để Mỹ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Ông Hoan nghênh Việt Nam tiếp tục tham gia thảo luận, đàm phán trong khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Tổng tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc Mỹ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện trách nhiệm với ASEAN nói riêng và khu vực châu Á Thái Bình Dương và Ấn Độ nói chung. Cố vấn Sullivan khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN, đánh giá cao vai trò chủ động tích cực của Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Thủ tướng Phạm Minh Chính đang trong chuyến công tác tại Mỹ vào ngày 17 đến ngày 23 tháng 9 qua ba thành phố San Francisco, Washington và New York để dự họp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kết hợp hoạt động song phương. Trong cuộc gặp với các nghị sĩ hàng đầu của Hạ viện và Thượng viện Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Quốc hội nước này tăng cường hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. Ngày 19 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael Marco tại trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington. Thủ tướng đề nghị Việt-Mỹ tăng cường phối hợp sớm đưa khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đi vào triển khai thực tế, trong đó chú trọng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng cũng mong muốn Quốc hội Mỹ ủng hộ việc Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam cũng như tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. Ông McCarthy và ông Marco bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác và trao đổi đoàn giữa hai quốc hội hai nước, tập trung vào lĩnh vực hai bên ưu tiên như kinh tế, thương mại, đầu tư, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng ngày Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Bob Menendez, Thượng nghị sĩ Jim Rich cùng các thành viên khác của ủy ban, lãnh đạo chính phủ khẳng định Việt Nam coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược. Thủ tướng cũng nhắc đến vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh, đánh giá cao sự ủng hộ của thượng viện nói chung và ủy ban đối ngoại nói riêng về khía cạnh này. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn ủy ban đối ngoại thượng viện ủng hộ hai nước tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác bán dẫn, chuyển đổi năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. Ông Menendez và Rich và các thượng nghị sĩ khác đánh giá cao những thành tựu về kinh tế xã hội mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua, trở thành quốc gia ngày càng có vai trò và tiếng nói quan trọng ở khu vực. Các nghị sĩ khẳng định quan hệ Việt Mỹ luôn nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng và nhất trí rằng hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm như kinh tế thương mại, công nghệ cao, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chống biến đổi khí hậu, giải quyết hậu quả chiến tranh và giao lưu nhân dân. Trong cuộc gặp Thủ tướng và các thượng nghị sĩ Mỹ đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó nhất trí về việc thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Mỹ và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác Mekong-Mỹ, giải quyết tranh chấp trên biển Đông bằng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Phát biểu chính sách tại Đại học Washington, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định trước các thách thức toàn cầu, Việt Nam không bị động chống đỡ mà chủ động thích ứng. Trong bài phát biểu dài khoảng 1 giờ trước các giảng viên, sinh viên và khách mời tại Đại học Georgetown, Washington, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra những thách thức thế giới đang phải đối mặt. Hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhiều cơ hội phát triển mới đang được mở ra, nhưng nhân loại cũng đứng trước thời điểm khó khăn nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cạnh tranh địa chính trị, địa kinh tế, gia tăng vũ trang, sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang nổi lên. Có thể nói thế giới tổng thể là hòa bình, cục bộ có chiến tranh, tổng thể là hòa hoãn, cục bộ có xung đột, tổng thể là ổn định, cục bộ có căng thẳng. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, ranh giới giữa chiến tranh và hòa bình, giữa phát biểu và tụt hậu, giữa độc lập và phụ thuộc trở nên mong manh, các thách thức già hóa dân số, an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, lương thực, nguồn nước, năng lượng và tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng diễn biến ngày càng gay gắt, Kinh tế toàn cầu đang chứng kiến nhiều cơn gió ngược. Ngân hàng Thế giới đã phát đi cảnh báo về một thập kỷ mất mát, nhiều mục tiêu phát triển bền vững bị đẩy lùi, khó có thể hoàn thành vào năm 2030. Với hơn 60% dân số thế giới và chiếm 60% GDP toàn cầu, khu vực châu Á Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương được kỳ vọng là khu vực phát triển năng động hàng đầu, là tâm điểm hội tụ, hợp tác và liên kết với những khu vực thương mại tự do lớn hàng đầu thế giới như RCEP, CPTPP Tuy nhiên đây cũng là khu vực có cạnh tranh chiến lược, tiềm ẩn tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, các vấn đề thu hút quan tâm của dư luận quốc tế và nhiều thách thức an ninh phi truyền thống, không loại trừ dẫn đến căng thẳng, mất kiểm soát. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đứng trước hai lựa chọn, bị động chống đỡ hoặc chủ động thích nghi. Chỉ có chủ động thích nghi, linh hoạt ứng phó thì mới giải quyết được vấn đề toàn cầu hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói. Và cho biết, Việt Nam lấy hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế làm nền tảng, lấy đối thoại và hợp tác làm công cụ theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, bài học của Việt Nam là kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập, lấy nguồn lực bên trong là chiến lược, nguồn lực bên ngoài là đột phá. Việt Nam cũng kiên trì chính sách quốc phòng 40 và xây dựng đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh. Để hiện thực hóa đối tác chiến lược toàn diện Việt Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hai bên cần có kế hoạch hành động, dự án, hoạt động hợp tác kinh doanh cụ thể, Ưu tiên dành nguồn lực để hiện thực hóa cam kết trong tuyên bố chung, Việt Nam mong muốn Mỹ hỗ trợ để góp phần xây dựng một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng như hai bên mong muốn. Ông cũng mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác hiệu quả về quốc phòng an ninh, nhất là trên các lĩnh vực thực thi pháp luật, chống khủng bố, đào tạo quân y, cứu trợ cứu nạn, nâng cao năng lực hàng hải và hàng không, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc. Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc tiếp tục thúc đẩy khắc phục hậu quả chiến tranh nhất là khắc phục hậu quả chất độc da cam dioxin, giả phá bom mìn và tìm kiếm người mất tích. Và để kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói, tôi xin được kết thúc bài phát biểu hôm nay với câu nói của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln. Luôn nhớ rằng quyết tâm thành công của chính bạn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Tôi xin bổ sung thêm là thành công của các bạn cũng là thành công của chúng tôi và ngược lại.